Tàu vũ trụ Thần Châu 18 dự kiến sẽ được phóng vào lúc 20 giờ 59 phút tối nay theo giờ Bắc Kinh từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc. Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã quyết định chọn cá ngựa vằn cho các thí nghiệm khoa học đời sống trong không gian vì sinh vật này là một trong những sinh vật mẫu được sử dụng thường xuyên nhất cho các nghiên cứu về di chuyển và phát triển. Loài cá này được biết đến với khả năng tái sinh độc đáo và phát triển phôi thai nhanh chóng. Ngoài ra, chúng có các mô, cơ quan và hệ thống tương tự như con người và trứng của chúng trong suốt cho phép các nhà nghiên cứu quan sát trực tiếp quá trình phát triển của phôi thai. Từ dự án, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hy vọng biết được tác động của vi trọng lực lên sự phát triển của cá và tạo ra bước đột phá trong việc nuôi dưỡng động vật có xương sống trong không gian. Sau khi vào trạm vũ trụ, Chúng tôi sẽ phối hợp và hợp tác với các đội mặt đất về cách thực hiện dự án thử nghiệm, bao gồm lắp đặt thiết bị, quan sát cũng như thu thập và truyền dữ liệu. Chúng tôi sẽ hoàn thành nghiên cứu thông qua sự tương tác chặt chẽ giữa không gian và mặt đất. Tôi nghĩ đây sẽ là một dự án rất thú vị. Các phi hành gia sẽ thu thập những quả trứng do cá ngựa vằn tạo ra và mang chúng về trái đất để nghiên cứu thêm. Trong khi đó, hệ thống thử nghiệm của dự án sẽ được trang bị camera và gửi hình ảnh theo thời gian thực tới các nhà nghiên cứu trên mặt đất theo kế hoạch trung quốc cũng có thể tiến hành nghiên cứu trên quỹ đạo đối với côn trùng và các động vật nhỏ khác